Thì đây KS Hòm nào, Boss Huyền Vũ Đảo 148215 146 42 tinh túc như thật ấy. Ở đây cái thằng khét lẹt đây anh em này. Đây nha, cho các bạn chiêm ngưỡng một cao thủ. Cái tên nói lên tất cả, nó đúng với trường hợp này các bạn nhé. Đây, xem này. Server vừa mở được tuần mà nó đã đủ hết một cái set đồ này. Các bạn nhìn băng này, băng này, băng này. Đồ đẹp không? Này. Đồ thủ thì có thể là đồng ý là nó chưa thể ngon, nhưng các bạn nên nhớ là server vừa ra được tuần thôi. Đấy, này, áo này. Trần ảnh này khả năng chưa có thần phù làm. Chứ có là nó quất rồi đấy. Võ hồn không biết toàn mỹ chưa? Tầm này thì chắc cũng chưa toàn mỹ được đâu. Nếu toàn mỹ được là cả một kỳ tích. Cả server bây giờ thì chắc số võ hồn toàn mỹ thì đếm trên đầu ngón tay. Cũng được top vang danh. Thằng này là cài phát dương rồi nên cái nó mới khóa được cái áo. Đấy, đoán luôn trong nội bộ ác là như nào. Nếu mà nó không khóa là mình khả năng cũng không biết là nó có bát dương hay không ấy. Nhưng nó khóa này thì thể hiện là nó có cài bát dương rồi, là người hết sức cẩn thận. Ốp ngọc đẹp. Nó không thể nào để hai slot băng ở cuối, thế nhưng mà nó để ở đầu và cuối cùng. Chứ cái này giả sử như cái này mà nó để viên băng ở đầu và viên băng ở vị trí thứ 4, cái này để viên băng ở vị trí thứ 3 và thứ 4 thì thằng này nó lại loco, nhưng mà tại đây nó vẫn theo một series nha các bạn. Đấy. Đây là một cao thủ đấy nha anh em. Không phải dạng vừa đâu. Nhìn sơ qua là biết thằng nào nhìn cao thủ của em mình nhìn biết ngay. Nó bây giờ nó đạt được 315k máu này. Nhìn máu phát là biết, ôn bài.